hai gà con Đình Sĩ Thụy Xuân, thắp nhang cho bác, cậu Hiếu. 9 năm rồi cậu Hiếu đã lên trên trời với bà ngoại, và hôm nay là hai gà con tới đi làm về tới để thắp nhang cho cậu đó. Cậu về ăn và phù hộ cho ba mẹ con, cho chị Thúy và cho hai gà con Thụy Xuân Đình Sĩ được nhiều sức khỏe nha em nha. Lâu lâu nhớ chị, nhớ hai gà con thì cứ bay qua Thụy Sĩ nha. Nhớ em lắm. Lát nữa chị cúng em sau. Dạ. Có đứa nào thắp nhang mà một cái nhang không cháy đâu, coi lại coi. Của bên nào vậy? Của bên Thụy Sĩ phải không? Của con không? Đó, nghĩa là cái tâm tư không có để vào trong nhang. Để đứng á, luôn luôn thắp nhang là con để đứng lên, để nằm ngang á, nhiều khi nó không có, có. Rồi, cấp vô đi. Rồi, đợi chút xíu để cho cậu bay qua cậu ăn. Rồi cái mình ăn. Đó, mặt thấy không? Cả nhà đều tới đây thắp nhang gọi em Hiếu qua ăn. Trời hôm nay thật là đẹp, không nóng lắm, bây giờ là khoảng 19 độ. Đình Sĩ chào cậu Hiếu kìa, cậu Hấu vào nhà rồi đó, cậu Hiếu vào nhà rồi đó nha. Bây giờ là 18 giờ 17 phút. Thương quá. Em Hiếu về ăn đi, rồi xong rồi chị thắp nhang cho em sau. Nè, chị nấu nè. Mực xào chua ngọt, rau cải chua ăn với lại thịt kho tàu, canh thục địa và nem nướng. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 10, 2023, có nghĩa là 21 tây tháng 8 âm lịch của năm 2023, dỗ lần thứ 9 của em Khắc Hiếu, em trai út ít của cả gia đình.